em mà. Hello, xin chào các bạn. Mình tiếp tục là mình lặt ngải bún nữa nha các bạn. Này mình lặt lấy giống cái củ trồng. Mình mới trang bị một nhân viên whip lên lặt nè các bạn ơi. Đó. Ngày 400k. 8 tiếng lặt ngải bún. Lặt lấy đầu, còn cái đuôi thì bỏ lại cho chủ. Cái đầu thì 40 nha các bạn. Đó. Ừ. Thì cây vú sữa tôi lên tôi đón ngay nhà đó rồi tôi vô. Thì mới hỏi ông đi ra làm sao rồi thấy. Đó, này hai tay lặt luôn các bạn ơi. Lặt ngải bún bán. Hello chú em. Cái đống này là cũng đây nè các bạn thấy không? Mình lặt mình lấy cái đầu nè. Giới thiệu với Diễm đầu này nữa là mình trồng được bụi không? Bụi 1 ký. Một củ một cái đầu như thế này nè các bạn. Trồng ra bụi gì nè? Sẽ ra một bụi gì đó nghe các bạn. Đó. 20 ngàn. Đó. Một củ rồi. Đó các bạn ơi. Cái đây nè, nãy giờ cũng được một số đầu rồi. Đó. Mình trồng thì thời gian là khoảng 6 tháng là mình bắt đầu thu hoạch nghe các bạn. 10 tháng. Cái đầu nè 40 ngàn. Thông thường thì khoảng tháng thư là mình bắt đầu mình trồng chưa? Khi nó cho trồng luôn. Mưa này giàu có lắm mới cho luôn đó. Giờ mới thái nè. Nè các bạn đó thấy không? Có. Không? Làm gì á? Thu tay nhiều. Sao? Có khoảng bé nha. Ở đâu? Cha lên ruộng rồi. Đi trước đi rồi cậu đi. Đó mình tiếp tục lặt luôn nha các bạn. Đó, hai người lặt thì nó sẽ mau hơn. Nè cái bụi nè. Đó, tách ra cái đầu. Gà vô chuồng nha các bạn ơi. Đó, gà thả vườn luôn. Gà bắt con dính không bé Khang? Cha con vô rồi đó hả? Đó mọi người đều đây là cảnh đồng quê nè. Sao anh xe còn chạy không? Xe còn chở đất không? Bên chế cũng ngồi cơm nữa. Lặt liên tục nè. Biết lặt không lặt vậy. Trời ơi. Nhưng chút rồi vắng chút nó không được đó mà không biết lặt. Đích để cái cộng không đi. Nhằm khi lấy cộng năm rồi chồng luôn nữa. Cũng 40 ngàn ký. Má thì không được. Các bạn coi clip lặt đầu ngải bún chồng nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha các bạn ơi. Thôi. Cho anh với chị tôi có động lực mà lặt rồi. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha các bạn ơi. Đó chế tôi lặt tiếp tục nè. Lặt và phải tươi cười lên chứ. Nếu không Khang lặt mẹ lặt xong hết. Lặt mà sao buồn dữ vậy không biết nè. Lặt mà được khổ mình phải buồn chứ. Không thì cô lặt đi cô cười hoài. Lặt cũng cười chứ.